Bất ngờ, kết quả điều tra vụ nữ sinh co giật tại chùa Ba Vàng. Chủ trì Thích Trúc Thái Minh lên tiếng. Mới gần đây, thành phố Uông Bí đã có kết quả xác minh nội dung về video về một nữ sinh co giật trong clip gây xôn xao dư luận về một khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng. Thời gian vừa qua thì có nhiều video được cho là ở khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng đã gây xôn xao trên cộng đồng mạng. Vì vậy, ngay trong tối ngày 18 tháng 6, thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh đã lập một đoàn liên ngành xác minh nội dung về những clip trên, thì được biết rằng đây là những clip về khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng vào hồi năm 2018. Lãnh đạo thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh cho báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh biết rằng các ban ngành liên quan, rồi thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Uông Bí cũng đã thường xuyên kiểm tra, rồi thì giám sát về những nội dung được truyền dạy tại các khóa tu. Đến thời điểm này, không nhận thấy các khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng còn có những ồn ào nữa. Theo như tờ Tri Thức và Cuộc Sống cũng cho biết rằng, qua làm việc với các phòng ban, rồi thì chức năng của thành phố, ngày 18 tháng 6 năm 2024, trụ trì của chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh khẳng định đoạn clip trên không phải là clip của khóa tu mùa hè khóa 1 năm 2024, và chùa Ba Vàng không đăng tải clip trên như các bài viết của mạng xã hội. Liên quan đến những clip hay là nội dung được thuyết giảng trong clip này, năm 2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kỷ luật đối với ông Thích Trúc Thái Minh. Cụ thể, ông Thích Trúc Thái Minh bị giáo hội bãi nhiệm tất cả các chức vụ và yêu cầu sám hối đại tăng 49 ngày do chùa Ba Vàng tổ chức thỉnh vong, thuyết giảng vòng báo oán, cúng oan gia trái chủ. Hoạt động này vi phạm hiến chương của giáo hội, làm tổn thương đến thanh danh giáo hội, tăng đoàn. Trước đó thì mạng xã hội lan truyền một video trong khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng, xuất hiện cảnh quay về một nữ sinh có những biểu hiện lạ như là co giật, choáng váng, không có kiểm soát được cơ thể của mình, liên tục gật đầu lên xuống khi mà trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh đang giảng về đạo Phật. Được biết rằng cô gái bị co giật trong clip này là một nữ sinh có tên là Color, đang tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng. Sau màn co giật liên hồi của Color, bà Phạm Thị Yến đứng lên thuyết giảng về một câu chuyện liên quan đến nghiệp chướng được cho là diễn ra từ 14 kiếp trước của nữ sinh này. Lời kể của bà Yến cho biết, oan gia trái chủ của Color là một vong linh, một cô gái rất đẹp ở trong làng. Người này giải thích do kiếp trước Color khởi ý rủ vong linh khiến cho nó làm việc ác, cho nên kiếp này vong linh nó oán và thành ra oan gia trái chủ cho Color. Từ trường hợp của Color, bà Yến đã nói đối với các học sinh đang theo học tại khóa tu: ai mà có ý định rủ những người khác làm việc ác thì người đó sẽ có tội rất nặng, và người làm theo tội cũng nặng theo. Như thế có nghĩa là Color sẽ được tiêu nghiệp trong đời này, như những chật vật trong đường tình duyên và đường hạnh phúc gia đình. Nếu như không, có thể sẽ bị hãm hiếp hoặc là bị lấy rất nhiều chồng, mà toàn những người chồng phụ bạc không tốt với mình, bà Yến đã nói. Trong clip, xen giữa những câu chuyện thuyết giảng của bà Yến là những lời đồng tình của trụ trì chùa Ba Vàng, ông Thích Trúc Thái Minh. Cuối video clip, ông Thích Trúc Thái Minh lại còn yêu cầu bà Phạm Thị Yến dẫn Color ra sám hối thầy. Dưới phần bình luận của video về màn thuyết giảng tại khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng, có hàng nghìn comment các vị phụ huynh bày tỏ sự lo lắng trước việc nhiều con em của mình lắng nghe, tin tưởng vào những câu chuyện về nghiệp, về duyên, kiếp trước như thế này. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đề nghị chùa Ba Vàng và ban tổ chức khóa tu
phải thực hiện đúng kế hoạch tổ chức. Nội dung diễn giảng và nội dung giao lưu phải phù hợp với giáo lý của Đạo Phật, truyền thống văn hóa dân tộc, đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, tính mạng, sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý truyền thông theo đúng quy định của pháp luật. Trụ trì Chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh lên tiếng. Nắm được thông tin về sự việc gây tranh cãi về các phòng ban chức năng của thành phố Uông Bí, ngay lập tức họ đã có buổi làm việc với trụ trì Chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh vào ngày 18 tháng 6. Tại buổi làm việc, trụ trì Chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh đã cho biết đoạn clip trên không phải là clip khóa tu mùa hè khóa 1 năm 2024. Chùa Ba Vàng không có đăng tải clip trên như các bài viết của mạng xã hội. Qua đó, các phòng chức năng của thành phố Uông Bí đề nghị trụ trì Chùa Ba Vàng phải có văn bản phản hồi lại về những thông tin của báo chí và các trang mạng trong thời gian vừa qua. Vì vậy, trong chiều 19 tháng 6, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng đã ký văn bản báo cáo tới Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí về thông tin trên báo chí và mạng xã hội liên quan đến khóa tu mùa hè tại Chùa Ba Vàng. Ngày 15 tháng 6 năm 2018, tức là ngày thứ 6 trong tổng số 7 ngày của khóa tu, khóa sinh L.T. Keller đột nhiên có hiện tượng bất thường về tâm thần, thể chất, co giật, không làm chủ được ngôn ngữ và hành động. Nhà chùa đã giúp khóa sinh trở lại tình trạng bình thường bằng việc ứng dụng giáo lý nhân quả của Phật giáo. Từ năm 2019, clip nói trên đã được gỡ khỏi các trang truyền thông của nhà chùa. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn thông tin từ văn bản do Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã ký. Cũng trong chiều ngày 19 tháng 6, Thượng tọa Thích Đạo Hiển là Phó trưởng ban trị sự, Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã cho báo Người Lao Động hay rằng nội dung video khóa tu mùa hè tại Chùa Ba Vàng là những hình ảnh cũ, không phải là khóa tu của hiện nay. Đó cũng là những video cũ được quay từ những năm 2018-2019, không phải là khóa tu mùa hè năm 2024 hiện nay. Cũng theo Thượng tọa Thích Đạo Hiển, liên quan đến những nội dung chia sẻ trong video, trước đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã có hình thức xử lý chấn chỉnh. Trước đó thì mạng xã hội lan truyền một video trong khóa tu mùa hè tại Chùa Ba Vàng xuất hiện quành quay về một cô gái với những biểu hiện lạ, co giật, choáng váng, không kiểm soát cơ thể khi mà trụ trì của chùa này, Thích Trúc Thái Minh, đang giảng về Đạo Phật. Được biết, cô gái bị co giật trong clip là một nữ sinh gái có tên là Kala đang tham gia khóa tu mùa hè tại đây. Sau màn co giật của Kala, bà Phạm Tự Yến đứng lên thuyết giảng về một câu chuyện kiểu như là về nghiệp chướng, được cho là diễn ra từ tận 14 kiếp trước. Trong clip, xen giữa những câu thuyết giảng của bà Yến, người ta còn thấy cái sự đồng tình của trụ trì Chùa Ba Vàng, chính là ông Thích Trúc Thái Minh. Cuối video clip, ông Thích Trúc Thái Minh lại còn yêu cầu bà Phạm Thị Yến dẫn Kala ra để sám hối với thầy.